là thành viên nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn Hưng Phát Holdings, công ty cổ phần nhôm Đô Thành với thương hiệu Grando Aluminium đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu nhôm hàng đầu Việt Nam. Từ một doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên kinh doanh nhập khẩu sản phẩm nhôm thanh định hình, sau đó mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hiện đại. Công ty cổ phần nhôm Đô Thành hiện nay là một doanh nghiệp dẫn đầu trong cả nước trong việc cung ứng cho thị trường những sản phẩm nhôm thanh định hình với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phong phú và đa dạng. Gần 30 năm xây dựng và phát triển, nhôm Đô Thành đã tạo cho mình một vị thế vững chắc, khẳng định được thế mạnh và vai trò chiến lược trong việc dẫn dắt và tạo lập thị trường. Với triết lý kinh doanh, chất lượng sản phẩm là sự sống còn của công ty, nói không với sản phẩm kém chất lượng, nhôm Đô Thành đang nỗ lực từng ngày nhằm cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nhôm trong nước và quốc tế. Luôn theo đuổi sự hoàn hảo, các sản phẩm của Grando được kiểm soát chặt chẽ và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015. Trong đó, các sản phẩm như hệ 55 vắt cạnh, hệ XF, hệ nội thất, dòng sản phẩm thuộc hệ Smart như cửa trượt quay, cửa thủy lực, cửa chắn song, cửa slim được thị trường đón nhận mạnh mẽ và tạo sức ảnh hưởng lớn trong lòng khách hàng. Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng ứng dụng trong ngành nhôm như nhôm xây dựng, nhôm công nghiệp, nhôm billet, nhôm solar. Trong đó, các sản phẩm nhôm hiện có mặt trong hầu hết các công trình tiêu biểu trên toàn quốc. Hiện nay, Đô Thành cũng là một trong những nhà máy sản xuất nhôm thanh có tỷ lệ tự động hóa đứng đầu cả nước với hệ thống sản xuất đồng bộ, khép kín cùng hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn ISO 14001-2015. Đến nay, nhà máy đã trang bị tổng 12 dây chuyền đùn ép, 4 dây chuyền sơn tĩnh điện, trong đó 1 dây chuyền sơn đứng, 1 dây chuyền mạ anốt, cho ra sản lượng nhôm định hình hàng năm lên tới 30.000 tấn. Hiện nay, nhôm Grando đã có mặt tại 63 tỉnh thành cùng với hệ thống hơn 300 nhà phân phối, đại lý và hàng nghìn xưởng sản xuất trên toàn quốc. Không dừng lại ở đó, Grando liên tục mở rộng thị trường với những đơn hàng xuất khẩu vì mục tiêu lớn mang thương hiệu nhôm Việt vươn tầm thế giới. Grando Aluminium cam kết sẽ cùng đồng hành với các đối tác, khách hàng kiến tạo nên những giá trị bền vững cuộc sống. Grando, nhôm cao cấp, xứng tầm công trình đẳng cấp.